Tin Tổng giáo phận Sài Gòn Đêm nhạc Hải Linh lần thứ ba Cái đẹp của âm nhạc sẽ đưa người ta đến với Thiên Chúa là cái đẹp ngàn đời và luôn mới mẻ. Đó là chia sẻ của Đức cha phê Rô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, trong đêm nhạc Hải Linh lần thứ ba diễn ra tối thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 tại nhà thờ Đồng Tiến, giáo hạt Phú Thọ, Tổng giáo phần Sài Gòn. Đêm nhạc được tổ chức nhân dịp dỗ 30 năm cố nhạc sư Francisco SCG Hải Linh và kỷ niệm 30 năm ngày phong thánh 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2018. Hiện diện trong ngôi thánh đường hôm nay nơi hàng ghế đầu có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, thư ký hội đồng giám mục Việt Nam, Đức cha Vân Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuật, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Tô Ma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, Cha Rô Cô Nguyễn Duy, Tổng thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha Joan Bautista Trần Thanh Cao, Chán sứ Đồng Tiến, Cha Rú Xe Nguyễn Xuân Thảo, Đại diện nhóm quê hương cùng với rất nhiều quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, các nhạc sĩ ca trưởng, các môn sinh thân nhân bà con của nhạc sư Hải Linh. Bên cạnh đó có rất đông khách mời ngồi đầy ngôi thánh đường khang trang rộng rãi. Thành phần chính yếu quan trọng và cũng vất vả nhất trong những ngày tập luyện và suốt đêm diễn hôm nay là ca đoàn quê hương tổng hợp tại nhà thờ Francisco da Cao và đền Martino Hố Nai cùng với dàn nhạc giao hưởng đã tạo cho cộng đoàn bầu khí cầu nguyện hướng lòng về Thiên Chúa là đấng tạo thành, tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam noi gương các bậc tiền nhân trong đời sống đức tin. Đêm nhạc có những lời ca hùng hồn mạnh mẽ như gió bão cuồn cuộn, diễn tả đời sống chọn lựa dứt khoát của các chứng nhân an hùng từ đạo can trường. Nhưng cũng có những điệu nhạc nhẹ nhàng du dương mang hồn dân tộc Việt Nam, như là tiếng Chúa gọi mời ra đi loan báo tin mừng. Chương trình kết thúc với bài Thánh ca Nữ Vương Hòa Bình. Do cộng đoàn cùng hát tôn vinh mẹ Maria xin mẹ Maria chuyển cầu cho quê hương việt nam được an bình và thịnh vượng mọi người được sống yêu thương và tôn trọng phẩm giá con người